Chào quý khán giả, chào các học sinh lớp 12 thân mến. Thầy rất vui khi tiếp tục đồng hành với các em trong tiết 3 của bài 2 Phương trình mặt phẳng. Ở tiết 1 và tiết 2, các em đã được học các nội dung đó là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, phương trình tổng quát của mặt phẳng và một số trường hợp đặc biệt. Thứ ba đó là điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc. Trong tiết hôm nay, chúng ta học qua nội dung cuối cùng của bài học, đó là khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Sau đây thì mời các em chúng ta cùng bước vào bài học. Các em biết rằng trong mặt phẳng OXYZ khi cho đường thẳng delta có phương trình AX cộng BI C bằng 0 và điểm M0 có tọa độ X0, Y0 thì khi đó khoảng cách từ điểm M0 đến đường thẳng delta được xác định bởi công thức trị tuyệt đối AX0 cộng BI0 cộng C tất cả chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Nếu xét trong không gian OXYZ, cho mặt phẳng alpha có phương trình AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0 và điểm M 0 có tọa độ X 0 Y 0 Z 0 thì khoảng cách từ điểm M 0 đến mặt phẳng alpha được tính như thế nào? Để trả lời câu hỏi đó, sau đây thầy mời các em đến với định lý sau. Trong không gian OXYZ cho mặt phẳng alpha có phương trình ax x cộng b c z d bằng 0 và điểm M0 có tọa độ x0, y0, z0. Khoảng cách từ điểm M0 đến mặt phẳng alpha được tính theo công thức: trị tuyệt đối ax x0, a 0 cộng b nhân y0 cộng c nhân z0 d tất cả chia cho căn bậc 2 của a bình cộng b bình cộng c bình. Như vậy, qua công thức này, muốn tính khoảng cách từ một điểm M0 đến mặt phẳng alpha, ta cần biết phương trình mặt phẳng alpha và tọa độ của điểm M. Nếu chúng ta có tọa độ của điểm M và có phương trình mặt phẳng alpha, áp dụng công thức, chúng ta hoàn toàn tính được khoảng cách từ điểm M0 đến mặt phẳng alpha. Trong trường hợp đặc biệt nếu như mặt phẳng alpha của chúng ta chính là mặt phẳng OXA, thì khoảng cách từ điểm M 0 đến mặt phẳng OXA được tính như thế nào? Các em đã biết, muốn tính khoảng cách từ điểm M 0 đến mặt phẳng OXA, đầu tiên chúng ta cần xác định phương trình của mặt phẳng OXA. Ở tiết 1, các em biết phương trình mặt phẳng OXA là Z bằng 0. Áp dụng công thức khoảng cách vừa học, chúng ta có khoảng cách từ điểm 10 0 đến mặt phản OXY bằng chúng ta thay tọa độ điểm 10 0 vào vế trái của phương trình ta được trị tuyệt đối z 0 chia căn bậc 2 của a bình cộng b bình cộng c bình vì a bằng 0 b bằng 0 và c bằng 1 nên thay vào công thức ta được căn của 1 bình thu gọn ta được kết quả trị tuyệt đối z 0 như vậy, khoảng cách từ điểm M Zaro đến mặt phản OXY chính là bằng trị tuyệt đối Z Zaro. Từ đó, chúng ta có chú ý sau. Thứ nhất, khoảng cách từ điểm M Zaro đến mặt phản OXY bằng trị tuyệt đối Z Zaro. Tương tự, khoảng cách từ điểm M Zaro đến mặt phản OXY bằng trị tuyệt đối Y Zaro và khoảng cách từ điểm M Zaro đến mặt phản OXY bằng trị tuyệt đối X Zaro. Để khắc sâu kiến thức trên, thầy mời các em qua các ví dụ minh họa sau. Ví dụ 1. Trong không gian OxYz, tính khoảng cách từ điểm M có tọa độ là 2 3 1 đến mặt phẳng alpha có phương trình 2x 2y z 3 0. Để tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng alpha, áp dụng công thức vừa học, ta sẽ tính như sau. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng alpha bằng trị tuyệt đối Chúng ta thay tọa độ điểm M vào vế trái của phương trình mặt phẳng alpha như sau. 2 nhân 2 trừ 2 x 3 trừ z chúng ta thay giác bằng 1 là trừ 1 cộng 3. Tất cả chia căn bậc 2 của 2 bình cộng trừ 2 bình cộng trừ 1 bình và ta được kết quả bạn bó. Như vậy, khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng alpha bạn bó. Tiếp theo, thầy mời các em qua ví dụ thứ hai. Trong không gian OXYZ, tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta cho bởi các phương trình sau đây. Mặt phẳng alpha x 2y trừ 2z cộng 14 bằng 0. Mặt phẳng beta x cạn 2y trừ 2z 5 bằng 0. Đề bài yêu cầu chúng ta tính khoảng cách hai mặt phẳng song song. Để tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, chúng ta làm như thế nào? Thì mời các em quan sát trên màn hình. Để cho mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta song song với nhau. Để tính khoảng cách giữa mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta, đầu tiên chúng ta chọn điểm M thuộc mặt phẳng alpha sau đó, chúng ta tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng beta. Từ đó chúng ta suy ra khoảng cách giữa mặt phẳng alpha với mặt phẳng beta chính là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng beta. Sau đây thầy mời các em xem lời giải cho bài toán. Chọn điểm M có tọa độ trừ 14, 0, 0 thuộc mặt phẳng alpha. Và cách chọn điểm M chúng ta làm như sau. Cho Y bằng 0, Z bằng 0 ta được phương trình x cộng 14 bằng 0. Giải phương trình trên ta được x bằng trừ 14. Vậy điểm M cần chọn là trừ 14, 0, 0 thuộc mặt phẳng alpha. Tiếp theo, khoảng cách giữa mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng beta. Áp dụng công thức khoảng cách ta được kết quả là bằng 3. Như vậy, khoảng cách giữa mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta bằng Bên cạnh đó, chúng ta có một nhận xét sau: cho mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta song song với nhau, mặt phẳng alpha có phương trình ax by c d1 bằng 0 mặt phẳng beta có phương trình ax by c d2 bằng 0 trong đó d1 khác d2, thì khi đó khoảng cách giữa mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta được tính bởi công thức sau. Trị tuyệt đối D1 trừ D2 tất cả chia căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình. Áp dụng kiến thức trang, chúng ta giải bài tập ví dụ 2 như sau. Khoảng cách giữa mặt phẳng alpha và beta bằng trị tuyệt đối D1 trừ D2 tức là chúng ta lấy trị tuyệt đối của 14 trừ 5. Tất cả chia căn bậc 2 của A bình cạm B bình cạm C bình tức là căn bậc 2 của 1 bình cạm 2 bình cạm trừ 2 bình. Và chúng ta tính ra kết quả bằng 9 phần 3 và bằng 3. Vậy khoảng cách giữa hai mặt phẳng alpha và beta bằng 3. Tiếp theo, thầy mời các em qua ví dụ 3. Trong không gian OXYZ, viết phương trình mặt cầu S có tâm Y tọa độ 1, 2, 3 và tiếp xúc với mặt phản OXZ. Bài toán yêu cầu chúng ta viết phương trình mặt cầu S có tâm Y tọa độ 1, 2, 3. Như vậy, trong bài toán này, ta cần tính bán kính của mặt cầu. Để tính bán kính của mặt cầu, chúng ta làm như thế nào? Thì mời các em quan sát trên màn hình. Do mặt cầu tâm Y tiếp xúc với mặt phản OXZ nên khoảng cách từ tâm y đến mặt phẳng Oxz bằng r. áp dụng phần chú ý, khoảng cách từ điểm y đến mặt phẳng Oxz bằng trị tuyệt đối của y, y ta tính được bán kính r. khi có bán kính r và có tọa độ tâm y, áp dụng công thức x trừ a tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình cộng z trừ c tất cả bình bằng r bình, ta hoàn toàn viết được phương trình mặt cầu S. Sau đây thì mời các em xem lời giải cho bài toán. Gọi R là bán kính của mặt cầu S. Khi đó, R bằng khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng O, X, Z. Và bằng trị tuyệt đối của Y, Bằng trị tuyệt đối của 2 và bằng 2. Bằng trị tuyệt đối của 2 và bằng 2. Phương trình mặt cầu S có tâm Y tọa độ là 1, 2, 3, bán kính R bằng 2 là x trừ 1 tất cả bình cạm y trừ 2 tất cả bình cạm z cạm 3 tất cả bình bằng 4. Tiếp theo, thầy mời các em qua ví dụ số 4. Ví dụ số 4 có nội dung như sau. Trong không gian OXYZ, cho điểm A có tọa độ trừ 1, 2, 0 và mặt phẳng alpha có phương trình 2X trừ 2Y cạm Z bằng 0. Viết phương trình mặt phẳng phê song song với mặt phẳng alpha và cách điểm A một khoảng bằng 2. Đề bài yêu cầu chúng ta viết phương trình mặt phẳng phê song song với mặt phẳng alpha. Với kiến thức em học ở tiết 2 thì chúng ta có do mặt phẳng phê song song với mặt phẳng alpha nên phương trình mặt phẳng phê có dạng 2x trừ 2y cộng z cộng d bằng 0. Trong đó, điều kiện d khác 0. Tiếp theo, muốn viết phương trình mặt phẳng phê ta cần xác định được giá trị của D. Để xác định giá trị của D, ta làm cách nào? Chúng ta dựa vào dữ kiện đề bài. Đề bài cho biết mặt phẳng phê cách điểm A một khoảng bằng 2. Vì mặt phẳng phê cách điểm A một khoảng bằng 2, nên khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng phê bằng 2. Áp dụng công thức khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng phê, ta được vế trái bằng trị tuyệt đối 2 nhân trừ 1 trừ 2 nhân 2 cạm 0 cạm D tất cả chia căn bậc 2 của 2 bình cạm trừ 2 bình cạm 1 bình bằng 2 tương đương với tuyệt đối của D trừ 6 tất cả chia 3 bằng 2 biểu thức trang tương đương với trị tuyệt đối của D trừ 6 bằng 6 vì trị tuyệt đối của D trừ 6 bằng 6 nên ta có D 6 bằng trừ 6 hoặc D 6 bằng 6. Giải phương trình trên ta được D bằng 0. Giải phương trình dưới ta được D bằng 12. Ta nhận thấy D bằng 0 không thỏa điều kiện D khác không. Nên ta loại trường hợp D bằng 0. Và D bằng 12 thỏa điều kiện D khác không. Vậy phương trình mặt phẳng phê là 2x trừ 2y cạm z cạm 12 bằng 0. Tiếp theo, thầy mời các em qua ví dụ thứ năm. Trong không gian OXYZ, tìm trên trục OZ điểm M cách đều điểm A tọa độ 2, 3, 4 và mặt phản alpha có phương trình 2X cạm 3Y cạm Z trừ 17 bằng 0. Đề bài yêu cầu tìm điểm M nằm trên trục OZ. Do điểm M nằm trên trục OZ nên ta có điểm M tọa độ là 0, 0, M. Như vậy, muốn tìm tọa độ điểm M, ta cần tính được giá trị của M. Đề bài yêu cầu điểm M cách đều điểm A và mặt phẳng alpha. Nên ta có độ dài MA bằng khoảng cách từ M đến mặt phẳng alpha. Tương đương với chúng ta tính độ dài MA. căn bậc 2 của 2 bình cộng 3 bình cộng 4 trừ M tất cả bình bằng khoảng cách từ M đến mặt phẳng alpha áp dụng công thức ta được trị tuyệt đối của M trừ 17 tất cả chia căn bậc 2 của 2 bình cạm 3 bình cạm 1 bình rút gọn ta được căn bậc 2 của M bình trừ 8 M cạm 29 bằng trị tuyệt đối M trừ 17 tất cả chia cho căn 14 bình phương hai vế và nhân 14 lên vế bên trái ta được kết quả 14m bình trừ 112m cộng 406 bằng m trừ 17 tất cả bình. Khai triển và thu gọn ta được phương trình 13m bình trừ 78m cộng 117 bằng 0. Giải phương trình trang ta được kết quả m bằng 3. Với m bằng 3, chúng ta thay vào tọa độ điểm m. Ta có được điểm m có tọa độ 0 0 3. Tiếp theo, thầy mời các em qua ví dụ thứ 6. Trong không gian OXYZ, cho mặt phẳng phê có phương trình 2X trừ Y 2Z 1 bằng 0 và mặt cầu S có phương trình X trừ 2 tất cả bình Y cạm 1 tất cả bình Z bình bằng 12. Biết rằng mặt phẳng phê các mặt cầu S theo giao tiếng là đường tròn C gọi Y là tâm của mặt cầu S Gọi N là hình nón có đỉnh Y và đường tròn đáy là đường tròn C. Tính diện tích xung quanh của hình nón N. Đề bài yêu cầu chúng ta tính diện tích xung quanh của hình nón N. Để tính diện tích xung quanh của hình nón N, ta làm như thế nào? Thầy mời các em quan sát trên màn hình. Cho mặt cầu S tâm Y, các mặt phẳng phê theo một đường tròn C. Gọi Y là tâm của mặt cầu S Gọi N là hình nón có đỉnh I và đường tròn đáy là đường tròn C. Đề bài yêu cầu tính diện tích xung quanh của hình nón N. Với kiến thức ở chương 2 các em đã được học, diện tích xung quanh của hình nón N được tính bởi công thức x xung quanh bằng pi nhân r nhân l. Như vậy, để tính diện tích xung quanh, chúng ta cần hai giá trị, đó là bán kính đáy của hình nón và độ dài đường sinh. Trong bài toán này, quan sát trên hình, ta nhận thấy độ dài đường sinh chính là bàn bán kính của mặt cầu S. Còn bán kính đáy của hình nó, chúng ta chưa biết. Như vậy, muốn tính diện tích xung quanh, chúng ta phải đi tính được bán kính đáy của hình nó. Chúng ta tính bán kính đáy của hình nón bằng cách nào? Thầy mời các em quan sát trên hình vẽ. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm Y lên mặt phẳng phê. Thì khi đó, Điểm H là tâm của đường tròn C và bán kính đáy của hình nón chính là bán kính của đường tròn C. Để tính bán kính của đường tròn C ta áp dụng công thức căn bậc 2 của R lớn bình trừ IH bình. Trong đó, mặt cầu đã cho phương trình nên ta hoàn toàn tính được bán kính của mặt cầu. Còn độ dài IH chính là khoảng cách từ tâm Y tới mặt phẳng phê. Tâm y chúng ta hoàn toàn xác định mặt phẳng phê đề đã cho nên chúng ta tính được độ dài IH. Có độ dài IH có bán kính R, chúng ta tính được bán kính của đường tròn C. Có bán kính của đường tròn C, dùng công thức diện tích xung quanh, chúng ta sẽ tính được diện tích xung quanh của hình nón N. Sau đây thì mời các em xem lời giải cho bài toán. Mặt cầu S có tâm y tọa độ 2 trừ 1 0 và bán kính r bằng 2 căn 3. Gọi h là hình chiếu vuông góc của điểm y lên mặt phẳng phê. Khi đó, yh bằng khoảng cách từ điểm y đến mặt phẳng phê. Áp dụng công thức khoảng cách, ta tính được kết quả yh bằng 2. Gọi r là bán kính của đường tròn c. Do đó, r bằng bậc hai của r lớn bình trừ yh bình. Ráp công thức vào ta được kết quả bằng 2 căn 2. Hình đóng n có độ dài đường sinh l bằng r lớn bằng 2 căn 3 và bán kính đáy r nhỏ bằng 2 căn 2 nên diện tích xung quanh là x xung quanh bằng pi nhân r nhân l bằng pi nhân 2 căn 2 nhân 2 căn 3 bằng 4 pi căn 6. Vậy, diện tích xung quanh của hình nóng N là bằng 4 pi căn 6. Như vậy, chúng ta đã học xong phần kiến thức khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng và giải một số bài tập minh họa xung quanh kiến thức đó. Sau đây, thầy mời các em quan sát trên màn hình, chúng ta tóm tắt lại kiến thức đã học như sau. Để củng cố kiến thức trang, thầy mời các em giải một số bài tập về nhà như sau. Câu 1. Trong không gian OXYZ, cho mặt phẳng phê có phương trình 2X trừ 2Y Z cộng 5 bằng 0. Khoảng cách từ điểm M có tọa độ trừ 1, 2, trừ 3 đến mặt phẳng phê bằng. Phương án A 4 phần 9, phương án B 4 phần 3, phương án C 2 phần 3, phương án D trừ 4 phần 3. Câu 2 trong không gian OXYZ cho điểm Y tọa độ là 1, 2, 4 và mặt phẳng phê có phương trình 2X 2Y cạn Z trừ 1 bằng 0. Mặt cầu tâm Y và tiếp xúc với mặt phẳng phê có phương trình là kem có 4 phương án. Câu 3. Trong không gian OXYZ cho 2 điểm, điểm A có tọa độ là 4, 6, 2, điểm B có tọa độ là 2 trừ 2, 0 và mặt phẳng phê có phương trình x cộng y cộng z bằng 0. Xác đường thẳng D thay đổi thuộc mặt phẳng phê và đi qua B. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên D. Biết rằng khi D thay đổi thì điểm H thuộc đường tròn cố định. Tính bán kính R lớn của đường tròn đó. Phương án A, R bằng 1. Phương án B, R bằng căn 6. Phương án C, R bằng căn 3. Phương án D, R bằng 2. Bên cạnh đó, Kem em giải một số bài tập trong sách giáo khoa hình học 12 gồm các bài bài 6, bài 7, bài 8, bài 9, bài 10, trang 80, 81. Các em thằng bé, như vậy chúng ta đã học xong kiến thức của bài 2 phương trình mặt phẳng. Kiến thức trong tiết này chúng ta đã học xong đó là khoảng cách từ điểm đến một mặt phẳng. Tiết học hôm nay đến đây là hết. Thầy hẹn các em trong các tiết học sau. Thân ái chào các em.